Xin chào tất cả các bạn nha. Thì mình là Quốc đây, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn xử lý ảnh, chỉnh sửa ảnh trên điện thoại Samsung ha. Thì Samsung đã cập nhật những cái công cụ chỉnh sửa ảnh, mà nếu bạn nào chưa biết thì hãy xem video này. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Sẽ vào bộ sưu tập đây. Đây bạn lấy lại một hình rồi đi. Mình lấy hình bố già Trấn Thành đi. Thì đây bạn muốn chỉnh sửa ảnh thì bạn thấy thanh công cụ phía dưới nè. Này bạn thấy chỗ cái viết nè, nó bạn bấm vào thế đây, bạn thấy nó hiện cái khung không đó. Thì đây nó cho các bạn, thứ nhất là các bạn cắt ảnh nào bạn đó, bạn kéo lên tới đâu, ví dụ bạn cắt tới đây, ở đây này, ví dụ giờ mình cắt đi, rồi bạn nhấn luôn, mình chọn tới đó, mình kéo lên tới đó nha, nó rồi xong. Rồi giờ bạn muốn chỉnh sửa nữa thì bạn nhấn vào chỗ cái viết này. Các bạn muốn xây ảnh thì bạn nhấn vào chỗ này nha các bạn. Đó, bạn xây. Thì nó có nhiều cách để cho các bạn chỉnh sửa ha. Rồi giờ đó là công cụ cắt. Rồi xây, giờ mình tới tiếp công cụ là lên màu, bộ lọc màu á. Này bộ lọc góc nè, bạn thấy nè, để chứ bộ lọc ấm nè, nhấn vô nó thì màu vàng vàng lên. Này bộ lạnh nè, màu nó hơi xanh xanh, nó chỉnh màu khác đi thấy chưa. Đó, nó màu hoa, màu trắng ngà, màu nhạt dần, màu êm dịu, đó, màu khít mi, màu trắng đen nha các bạn đó. Có rất là nhiều kiểu. Đó, bạn thấy không? Dùng bộ lọc. Bạn nào thích chụp hình thì các bạn có thể nghiên cứu và theo dõi vlog này ha. Đó, tăng giảm cũng được. Đó. Tăng giảm thì bạn kéo hơn cụ này. Rồi, xong giờ mình tiếp tục tới công cụ này ha. Này chỉnh độ sáng rồi ha. Hơi sáng nè, độ tương phản nè, vùng sáng nè, đó mình chỉnh màu cho hình luôn, rất là hay nha các bạn, rất là nhiều cách. Rồi giờ chúng ta sẽ tới thêm công cụ gọi là bạn chèn thêm những cái hình ảnh mà bạn thích đây. Thì hình môi trái tim đi, nó bạn nhấp vô rồi bạn nhấp vô đó, rất nhiều hình nha đó, mình xem nè đó, mà không xem hình nào cũng được đó. Chèn hình trái tim, kéo lớn lên. Đó, ok, rất là nhiều hình.
Giờ mình kéo qua đây tới công cụ này, ví dụ như giờ bạn muốn đánh dấu khoanh tròn chỗ nào đó, nào bạn chọn mực nè, chọn mực đỏ là nó các bạn vẽ trực tiếp lên màn hình luôn, xanh nè, nó mình vẽ lên thấy chưa, bạn vẽ màu nào thì bạn chọn đây nè, đó rất nhiều màu kéo qua kéo lại. Rồi tới công cụ tiếp theo là công cụ test ha, mà viết chữ trên cái hình ảnh ha, bạn muốn viết cái tên của bạn vô đó, bạn thấy không, đây chỗ nhấp nháy nè, bạn đó mình gọi vô Bùi Văn Quốc đi. Đó, rồi mình nhấp rồi bằng kéo để đầu rồi bằng kéo để dưới này đó, ok. Thì đó là những cái cách chỉnh sửa cái hình ảnh trên cái điện thoại Samsung. Thì bạn nào xem qua video này thì hãy nhấn đăng ký, thì đó là và chia sẻ để nhiều bạn cùng biết, và nhấn like cho các bạn. Các bạn nào có cách nào hay thì bạn có thể là để lại comment bên dưới ha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha.